gây trọng tội chỉ vì bị ngăn cản ghi hình cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ. Thấy tổ cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ, Minh lấy điện thoại ra ghi hình và bị người đàn ông trong quán phở buông lời đe dọa. Tức khí, Minh đã gây ra một vụ án kinh hoàng. Trước đó khoảng 19 giờ ngày 3 tháng 8 năm 2020, Đinh Quang Minh uống rượu cùng bạn tại khu vực nhà E12, tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội, sau đó đi bộ về nhà. Khi đến gần quán phở ở B6 Thanh Xuân Bắc, thấy tổ cảnh sát cơ động công an Hà Nội đang làm nhiệm vụ xử lý người vi phạm, Minh lấy điện thoại di động ra quay phim chụp hình tổ công tác. Lúc này, anh Tuấn Anh đang ngồi ăn trong quán phở, thấy Minh ghi hình lực lượng công an làm nhiệm vụ. Anh Tuấn Anh đi ra chỗ Minh nói: "Không phải việc của mày, mày quay nữa tao đập máy, biến chỗ khác." Minh đáp: "Pháp luật cho phép tao kiểm soát, được phép quay camera." Lời qua tiếng lại, anh Tuấn Anh bỏ vào tiếp tục ăn uống. Minh tức tối đi theo anh này vào bên trong quán và tiếp tục cãi vã nhưng được mọi người can ngăn nên đi về. Do vẫn bực tức với anh Tuấn Anh, Minh nảy sinh ý định trả thù. Minh đi về nhà thay áo, đeo khẩu trang, lấy một chiếc kéo bỏ vào túi quần rồi đi bộ ra quán phở tìm anh Tuấn Anh để giải quyết mâu thuẫn. Tới nơi, Minh không gặp anh Tuấn Anh, Minh tiếp tục đi bộ quanh đó để tìm. Đến 22 giờ 15 phút cùng ngày, Minh thấy anh Tuấn Anh đang ngồi trên xe máy nói chuyện với bạn tại đoạn đường trước A11 tập thể Thanh Xuân Bắc. Đối tượng đi đến áp sát anh Tuấn Anh rồi lấy kéo đâm liên tiếp hai nhát vào vùng cổ của nạn nhân. Bị đâm bất ngờ, anh Tuấn Anh ôm cổ bỏ chạy. Được một đoạn, nạn nhân ngục ngã xuống đường và được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng, anh Tuấn Anh tử vong vào rạng sáng ngày 4 tháng 8 năm 2020. Về phần Đinh Quang Minh, sau khi gây án liền bỏ về, vứt chiếc kéo dọc đường. Cùng ngày 4 tháng 8 năm 2020, cơ quan công an đã bắt giữ khẩn cấp đối với Đinh Quang Minh. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố Đinh Quang Minh, sinh năm 1969, trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội về tội giết người.